thưa quý vị rạng sáng nay bệnh xá đảo trường sa thuộc huyện trường sa tỉnh khánh hòa đã cấp cứu và điều trị thành công cho một thuyền viên tàu hàng từ brunei trở về việt nam Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng qua, trong hành trình từ Brunei về Việt Nam, cách đảo Trường Sa hơn 100 hải lý, anh Trương Xuân Thành, sinh năm 1998, quê tỉnh Nghệ An, cảm thấy đau vùng hố chậu bên phải, đau quặn thành cơn. Bệnh nhân được tàu hàng Tân An Bonanza do ông Phí Ngọc Xuyến, sinh năm 1980, quê tỉnh Hưng Yên làm thuyền trưởng, đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu vào lúc 1 giờ rạng sáng nay. Qua thăm khám, quân y bệnh xá đảo Trường Sa chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi niệu quản phải. Đến sáng nay thì bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn đau quặn thành cơn vùng hạ vị và hố châu phải. Hiện tại thì các y bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa.